Hello, chào chú. Hello, em chào anh Thơ Quang nha. Chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live tối nay. Thì mới kêu là chàng trai trẻ Biden sắp qua thăm Việt Nam chung với Thơ Quang thảo luận đề tài này đi. Thảo luận sao? Tức là phải có người đưa pháo, anh Duy Tân biết không? Có người đưa pháo thì nó dễ nói chuyện hơn. Chứ giờ khơi khơi em với Trung là hai công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà đề cập tới vấn đề đó thì nó cũng có gì đó nó chưa phù hợp lắm. Nó khổ vậy đó. Mong anh Duy Tân hiểu cho. Ồ thì cái nội dung này thì nó cũng đơn giản thôi mà anh. Có nghĩa là về góc độ ngoại giao thì người ta sang thăm mình nó chuyện bình thường thôi. Thì dĩ nhiên là qua cái việc thăm gặp này đó thì người ta sẽ có những cái nội dung trao đổi về nhiều góc độ. Dĩ nhiên là chúng ta cũng không thể biết được là các nội dung trao đổi cụ thể như thế nào. Đấy, nhưng mà ít nhiều gì đó. Thì tôi tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam thì cũng như các tổng thống khác thôi. Đúng không ạ? Anh sang thăm trên góc độ ngoại giao. Nhưng mà đối với anh em mình là chỉ đơn thuần là gọi là giao lưu thăm hữu nghị thôi đúng không? Đúng rồi. Chứ còn mà nếu Đấy. mà ngược như là các anh bên kia, các anh bên bển á, mà mỗi lần mà là thấy ở Việt Nam chúng ta mà đi qua thăm Trung Quốc thì mấy anh gọi là đi bái kiến thiên triều. Vậy cuối cùng bây giờ mình nên hiểu sao ta, là bây giờ mình thử nhìn nhìn dưới góc độ của mấy ảnh coi, nếu mà như vậy thì không lẽ là đi bái kiến ngược hả ta? Thì bây Chứ giờ là gọi là cũng là lúc nãy em có đề cập rồi, đó là hội chứng Washington Hà Nội, rồi là đợt này là Mỹ sang bái kiến thiên triều đấy. Đấy, về sang rồi báo cáo về cụ tổng đợt tới này là bọn em là chuẩn bị sang năm là bọn em bầu cử rồi đấy, sang năm là 2024 đấy, bọn em bầu cử rồi, bọn em đang dự kiến là bên Cộng hòa là bọn em đưa thằng này đấy, bên Dân chủ bọn em định đưa thằng này xem vâng. ý kiến cụ tổng thế nào. Đấy, rồi bọn kia nó phân tích thì nó toàn phân tích cái kiểu như vậy mà. Đấy, ví dụ như là sắp đến Việt Nam mình đi thăm Trung Quốc thì nó bảo đi bái kiến thiên triều, rồi là sau đại hội đảng xong thì các anh phải sang để các anh báo cáo rồi tùm lum hết. Chú quý đại là cái vấn đề này đó, là chúng ta nhìn ở cái góc độ nào thôi. Nếu mà góc độ mà các nước đi thăm nhau cái chuyện này nó hết sức là bình thường, nó là cái góc độ ngoại giao của giữa các nước trên tinh thần hợp tác cùng có lợi. Đấy, nói rõ ràng là như thế chứ không có gì mà chúng ta phải bàn cãi. Nhưng mà dĩ nhiên là trong cái vấn đề đó, các cái vấn đề thỏa thuận đó thì nó trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, nhưng đấy, nếu như cái vấn đề nào nó chưa được hài hòa giữa các bên thì chúng ta các bác sẽ thảo luận tiếp, đúng không ạ? Và có thể là trong nhiệm kỳ tiếp theo hoặc là các lãnh đạo tiếp theo người ta sẽ cân đối và người ta sẽ tính toán khi nào nó phù hợp thì chúng ta lại lại hợp tác ở cái vấn đề đấy, ví dụ vậy. Còn dĩ nhiên nếu mà nó không có lợi cho Mỹ hoặc nó không có lợi cho Việt Nam thì chả có lãnh đạo nào người ta đồng ý cả. Nhưng mà em chắc chắn một điều là Mỹ mà sang thì kiểu gì là cũng phải tầm 1.000 người đấy, chó chiết các kiểu đấy, quái thú hai xe đấy, máy bay vận tải nó cứ bay liên tục đấy, chung quy lại vậy, ở đâu thì lại rà phá bom mìn ở đấy, rồi vân vân không vân vân cả. Tiếc là chung ha, tức là ông Biden đi qua thăm Việt Nam mà đi bằng đường 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 không ha, cũng hơi tiếc đúng không? Và chi mà đi bằng đường biển thì anh nghĩ là khả năng là cái tàu Nhật Tảo nó có hộ tống à. Thì đấy thì khả năng là hộ tống từ Mỹ sang đến Biển Đông có hạm đội 7 người ta áp tải tiếp, người ta hộ tống tiếp đấy, không quy lại là nó cái chuyện mà nước Mỹ sang thăm Việt Nam hay là Việt Nam thăm Mỹ hay là thăm các nước khác ấy, nó thể hiện một cái điều rất là đơn giản, đó là gì? Từ khi Việt Nam chúng ta giành độc lập đến nay đó, sau 20 năm cấm vận đổi bình thường hóa quan hệ thì chúng ta đã hội nhập với các nước trên thế giới, chúng ta đặt quan hệ ngoại giao và có thể nói là quan hệ rất là tốt với tất cả các nước và vùng lãnh thổ 200 200 hình như 200 hơn 200 quốc gia vùng lãnh thổ gì đó, thì nó mang lại cho chúng ta rất nhiều các cái vấn đề, nó giải tỏa cho chúng ta rất nhiều vấn đề, đặc biệt là các vấn đề phát triển kinh tế. Khi mà chúng ta phát triển được kinh tế thì dân mới giàu, nước mới mạnh được, cái chuyện đó nó là hết sức bình thường thôi chứ nó không có gì cả, và nó thể hiện cái vị thế của Việt Nam ngày nay trên trường quốc tế, đó là được bạn bè đúng không ạ, tin tưởng, yêu mến, đúng không? Người ta thân ái đấy, chung quy là như vậy, người ta gọi là
nhìn thấy các bác Việt Nam là nhìn thấy hòa bình, nhìn thấy hữu nghị rồi đấy, nhìn thấy bắt tay niềm nở rồi, đúng không ạ? Đối với các bạn bè lúc nào cũng rất là niềm nở đấy, chứ không mang yếu tố này. Thế này thế nọ, nhưng mà qua cái lăng kính, đúng không ạ, qua cái lăng kính và qua cái mồm mép của những cái thành phần nó chống phá Việt Nam thì nó sẽ khác ngay. Ví dụ như là đợt này Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam đó, thì nó sẽ nói ý nghĩa khác, nó nói kiểu khác. Nó nói kiểu khác chứ nó không nói theo kiểu là hội chứng Washington Hà Nội hay là nước Mỹ bay kết thiên triều. Nó không bao giờ nói yếu tố đó. Đoán thử coi, đấy, chúng đoán thử coi, coi là tụi nó sẽ nói gì. Ôi giờ nó nói rất nhiều anh ơi. Nhưng mà thường là nó sẽ nói là Việt giống như kiểu là Mỹ sang thăm Việt Nam, nó giống như kiểu là ban ân huệ em ạ. Nó mang yếu tố là bảy trên ban ân huệ rồi là các kiểu, chúng với là nó mang yếu tố đó, chúng với là nó nhiều lắm anh, nó phân tích theo kiểu bề trên, có nghĩa là phân tích theo cửa trên bề trên, chứ nó không phải là nó phân tích theo kiểu là khách quan hay là nó phân tích theo kiểu là cửa dưới, chúng với là như vậy. Thế còn đối với em thì một công dân Việt Nam bình thường thì em khẳng định là cái vấn đề Tổng thống Mỹ hay là Tổng thống khác đi chăng nữa sang thăm Việt Nam, hay là ông như vừa rồi Tổng thống Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sang thăm Việt Nam ấy bình thường, Tổng thống Hàn Quốc sang thăm Việt Nam bình thường, hay là Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sang thăm Việt Nam bình thường, không vấn đề gì cả. Đó là quan hệ ngoại giao thôi. Và qua cái việc thăm gặp đó thì thứ nhất là các anh sang thăm ấy, là các anh sẽ hiểu hơn về tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, về tình hình phát triển kinh tế vân vân và vân vân của một quốc gia đó. Các anh hiểu thêm về phong tục tập quán văn hóa quốc gia đó, rồi thông qua đó là các anh sẽ mở cửa đầu tư, đúng không ạ, rồi là giới thiệu doanh nghiệp, rồi là các anh thú vị là nó có doanh nghiệp Mỹ thì nó sang Việt Nam nó mở cửa thì nó cũng có lợi thế của nó, đúng không ạ, rồi nó đóng góp tiền thuế cho chính phủ Mỹ, thú vị là nó có lợi cả đôi bên chứ nó không có thiệt hại gì cả. Em thấy nó rất bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Còn vấn đề nào mà không phù hợp thì chắc chắn là các bác sẽ không đồng ý. Nói thế thôi, chúng ta sẽ có cách ngoại giao khéo léo để làm sao chúng ta đưa nó vào cái có thể là cái buổi thăm gặp khác, ví dụ vậy, tổng thống khác. Chứ còn cái chuyện mà đi thăm gặp các nước này thì không lẽ là đến như các anh, cái hàng xóm các anh lâu lâu các anh phải thăm nhau, chứ không lẽ là các anh gần nhau, các anh cạch mặt nhau à? Đúng không ạ? Thế là trở thành kẻ thù của nhau à? Thêm một người bạn cũng kẻ thù. Chuyện thăm gặp này em nghĩ nó hết sức bình thường thôi anh, không vấn đề gì cả. Chẳng qua là bọn nó cứ nâng tầm lên, bọn nó cứ cho rằng là thì là nước Mỹ là nước to lớn, hùng mạnh thì không ai nói rồi. Thế nhưng nó sẽ phân tích theo kiểu bày trên, không? Đợt này sang Việt Nam là sẽ như thế này, như thế kia, rồi Việt Nam sẽ ăn mày cái này cái nọ vân vân, xin xỏ các kiểu. Chúng quy là bọn nó thì, đối với bọn nó thì Việt Nam chúng ta có phát triển đến đâu, có quan hệ như thế nào, rồi có hợp tác với nước nào chẳng nữa, thì đối với bọn nó cũng là Việt Nam chả làm được cái gì cả, đúng không ạ? Chả đợt trước chả có thằng nó chả bảo là Việt Nam mình độc lập mấy chục năm mà chả làm được cái gì đấy, anh không nghe, đúng không? Anh theo dõi anh thấy đó, đúng không? À, thằng Nguyễn Văn Đài ấy, thằng nào, đúng không? Nó chả làm, nó bảo Việt Nam độc lập mấy chục năm chả làm được cái gì, không làm được cái gì mà cái mặt nó bây giờ đang ở sống ở bên Đức à, đúng không? Nếu không làm được gì thì cái đất nước Việt Nam này không giành được độc lập, không làm được cái gì thì vẫn là thuộc Pháp quản lý rồi, chứ cũng chưa chắc là đến lượt Mỹ. Nếu mà Pháp nó quản lý vững chắc thì nó giống như Niger anh. À, nhắc tới Pháp đó, cái gì cái Pháp là đi khai phóng đúng không, đi khai phóng cái kiểu gì mà Niger nó đuổi cổ về không thèm về, chứ nó đuổi cổ đại sứ về không thèm về, mặc dây không thèm về. Mà bây giờ thêm tin mới này chung, giống như hiệu ứng Domino, Gabon cũng vừa có cuộc đảo chính để hất cẳng thân Pháp rồi chung. À, thì rõ ràng rồi, có nghĩa là vừa rồi đấy, chúng ta nghe chúng ta thấy cũng thế, là trong cái clip đó người ta dĩ nhiên người ta đề cập đến cái vấn đề lịch sử và cái vị trí vai trò cũng như là các cái còn tồn tại trong cái vấn đề để mà cái môn lịch sử nó đang còn vướng mắc ở Việt Nam chúng ta, thì chúng ta thấy rất là rõ. Đó là qua cái chiến thắng Điện Biên Phủ đó, là người ta đã ở Việt Nam chúng ta đã tạo ra một cái, có thể nó là một cái tinh thần, là một cái tấm gương đi đầu đó trong cái phong trào mà giải phóng dân tộc, giành độc lập đó. Thì chúng ta thấy rất là rõ là nó lan tỏa ra rất nhiều nước trên thế giới. Bởi vì xét về một góc độ nào đó đó, thì
về tiềm lực quân sự cũng như về quân số rồi trang bị các thứ của Việt Nam chúng ta giai đoạn nó rất là yếu. Chúng ta cứ tính 5.000 đảng viên nhé, trên 20 triệu đồng bào, thì nếu như mà chỉ 5.000 đảng viên thì có làm được việc đó hay không thì chắc chắn là không làm được, em khẳng định là không thể làm được. Nhưng mà dưới sự lãnh đạo của đảng đó, với 5.000 đảng viên cùng với 2 triệu đồng bào đó, thì đã chung tay góp sức thì mới có thành quả cách mạng như ngày hôm nay, đúng không ạ? Chứ không thể là một mình Đảng Cộng sản Việt Nam mà làm được. Người ta là một tổ chức, đúng không ạ? Với vai trò lãnh đạo, với đường lối đúng đắn thì người ta mới lãnh đạo được người dân, quần chúng nhân dân làm được những cái việc đó. Thì ngày hôm nay thì em ủng hộ. Em không ủng hộ các cái vấn đề mà các anh tạo ra những cái phe phái trong một quốc gia để các anh gây ra cái cuộc chiến mà đẫm máu dẫn đến cái sự mà đau thương của người dân. Thế nhưng em tại sao em ủng hộ? Bởi vì sao? Anh ở cái đất nước người ta mấy chục năm rồi, anh chả thấy các anh mang lại cho người ta văn minh cái gì hết á. Mà tiền của người ta thì các anh cũng đớp, đúng không ạ? Tài nguyên thiên nhiên các anh cũng đớp. Muốn làm cái gì cũng phải xin ý kiến các anh. Người ta có là một quốc gia, người ta có dân tộc, người ta có độc lập mà tự dưng làm cái gì người ta cũng phải xin phép các anh. Mà trong khi đó các anh cứ bảo là các anh đi giúp cái này giúp cái kia. Anh giúp á, là các anh mang cái tốt đẹp đến, các anh cho, các anh giúp thì đó gọi là giúp. Giống kiểu đi còn người ta đi làm từ thiện đấy, người ta giúp những cái hoàn cảnh khó khăn, đúng không ạ? Thì người ta gọi là giúp. Đây các anh giúp cái kiểu gì mà phụ nữ thì các anh hiếp, đúng không? Tài nguyên thiên nhiên thì các anh cướp. Cái đó gọi là ấy à? Cái đó gọi là giúp à? Không phải. Đấy. Thế mà ngày hôm nay người ta đuổi về không thèm về, mặt trơ chán bóng. Đấy. Em gọi là mặt loại đấy, mặt trơ chán bóng, mặt dày. Nói thế thôi chứ hai quốc gia ví dụ như đợt vừa rồi đấy, đúng không? Thấy không? Giữa Nga với Ukraine với các nước khác đấy, người ta trục xuất về. Về đúng không? Người ta đã trục xuất với đây không thèm về cơ. Đấy, nó này nó lạ lùng vậy, không biết dạo này sao người Pháp sao lại hình như đợt vừa rồi hình như là có cái phong trào gì đấy. Rồi là sau cái vụ mà cái cậu thanh niên 17 tuổi da màu đấy bị bắn, chắc là người dân người ta cầm màu miếc gạch đá người ta ném vào mặt nó chai sạn lên rồi sao. Em thấy rất là lạ, chả thấy cái quốc gia nào mà đại sứ sang đất nước người ta giờ người ta không thèm chơi với mày nữa, người ta bảo là tao không thèm chơi với mày nữa, mày về nhà mày đi. Nhưng mà không, tao cứ thích ở nhà mày, tao không thích về nhà tao, kiểu lạ luôn. Khai phóng nó phải thế. Các nước châu Phi thì ngày hôm nay thì em ủng hộ thôi. Bởi sao? Bởi vì người dân châu Phi người ta có quốc gia của người ta, thì để cho người dân người ta quyết định. Đấy, người dân người ta quyết định. Chứ các anh là một quốc gia khác, đúng không? Các anh đến mà các anh lại mang tính chất áp đặt như thế thì nó đi ngược lại với lại chính các cái mà các anh đã từng tuyên bố, đúng không ạ? Thì anh cứ bảo là tự do dân chủ nhân quyền, thế mà người dân người ta đòi lại cái quyền tự quyết của dân tộc người ta thì các anh không đồng ý. Hôm trước có cái thằng nào nó còn bảo là ngày xưa Việt Nam cần gì phải đánh Pháp đâu, chỉ cần nói một câu nó trả đấy, thằng Pháp nó ở châu Phi đấy, người dân châu Phi người ta nói bây giờ người ta đuổi nó về nó còn không thèm về nó chứ lợi đến nó trả, đúng không ạ? Của đâu dễ thế. Thì nói mà không về nó bật quá, nó cúp điện cúp nước rồi nó đòi trả máy phát điện tới. Này mặt trời chán bóng quá, người ta bảo là đây là người ta gọi là không biết xấu hổ đấy. Thảo nào cái bọn bác em ăn cảnh đâu bên kia nó lì nó dày cái mặt suốt bao nhiêu năm qua nó chưa mẹ chẳng khác nào ông bố. Anh thấy không, ví dụ như này nhá, ở Việt Nam đây, ở Việt Nam mình đây, một cái ông nào mà ông vi phạm pháp luật, ví dụ như là trốn thuế đây, như ông Donald Trump đây, mà đặc biệt là quan chức nhá, mà các anh còn là có chức vụ rồi anh công tác ở các cơ quan ban ngành đấy, mà anh vi phạm ấy, ui giời, nó xỉ vả, nó xỉ nhục, xong nó đổ lỗi cho đảng, cho nhà nước, xong bắt đầu nó bảo là cái loại đó nó phải xử thật nghiêm. Thế mẹ nào tự dưng ở nước Mỹ nó lại rất là hay, nó đi ngược lại cái đấy. Bọn ba que này nó tuyên truyền láo, nó nói rất là láo. Em mới đọc được cái bài đó là cái hình ảnh, anh nhớ cái hình ảnh mà ông Donald Trump ông đến ông ấy chụp cái ảnh còn là giống như kiểu mà đến báo với cái ở chỗ cái nhà tù gì đấy. À chụp số giống như số định danh. Đấy. Em ở bên đấy là em xin cho anh cái số tư quý.
nam cho cái số tứ quý thì nó đẹp. Thế nhưng mà cái hình ảnh đó lên, anh biết không, sau cái hình ảnh đó thôi là người ta ủng hộ ông thêm là 9,4 triệu đô tiền tranh cử đợt tới này nữa. Anh thấy khủng khiếp không? Tôi bởi vậy mà chung á, cử điểm này nữa này chung nè, ở Việt Nam mình á, thấy không, ví dụ như những tay quan tham hay là những tay thế này thế kia mà bị xử tội á, bị xử phạt á, và khi họ có cái động thái gọi là khắc phục hậu quả thiệt hại gây ra, ví dụ như là nộp lại tiền đã thâm thục của hay là thập thục gì đó của ngân sách nhà nước hay là tiền này tiền kia, thì ở Việt Nam luật Việt Nam họ căn cứ vào điểm đó để họ tình tiết giảm nhẹ, đúng không? Đó thì cái tội bao que nó là rào rào lên, ôi cái gì bao che rồi cái gì cộng sản bao che cho nhau rồi lắp la các cái các thứ ha. Trong khi ông Trump á, đúng chưa, bị kết tội đàng hoàng, tới nhà tù trình diện, đóng tiền nộp phạt đi về. Thì tụi nó là bảo đó, Mỹ nó văn minh như vậy đó, nước Mỹ là nước nó văn minh. Chú hiểu sao tụi nó quay rồi đấy. Nói thật với anh là nói với cái bọn này ấy, nhiều quá thành ra là mình trở thành nhỏ mọn anh ạ. Mình cũng chả dám nhận cho bọn nó đâu. Nó sang Mỹ mấy chục năm, tiếng Mỹ nó không giỏi nhưng chỉ giỏi tiếng Việt thôi, nhưng mà suốt ngày nó đi khai phóng, nghe cũng chả dám khai phóng cho bọn nó. Mình lấy cái tư cách, lấy cái trình độ gì mà bảo nó đi khai phóng. Thế nhưng mà em đồng ý là mỗi một quốc gia nó có một cái quy định riêng, thì ở nước Mỹ nó chuyện đấy nó bình thường thôi. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì nó trở thành một cái sự kiện gì đó giống kiểu người Mỹ đưa lên mặt trăng vậy. Đó. Thế thì mỗi người bình thường người ta nghe, người ta so sánh hai cái sự kiện người ta sẽ biết được thôi, chứ cũng chả có gì là khó khăn cả. Đấy, nhưng mà cái bộ phận mà mù quáng thì nó lại cả một cái vấn đề. Ở Việt Nam thì là công an đánh dân, nhưng ở Mỹ thì là thực thi pháp luật, đúng không ạ? Ở Mỹ trốn thuế thì nộp tiền xong thì là thôi, nhưng ở Việt Nam thì bảo bao che. Ở Việt Nam ấy, mà anh vi phạm bị xử lý đó thì nó bảo là gì, đấu đá nội bộ, tranh giành phe phái, rồi là bất đồng chính kiến. Nhưng ông Donald Trump ở bên kia thì nó kêu thì người ta vi phạm thì người ta đóng tiền rồi, thôi sao mày cứ lôi ra mày nói thì chi hay đó. Thì nó cũng quy đại là nó cũng cái mà mình suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì nghe bọn này nó cũng buồn cười. Thế hôm nay là rằm tháng 7 này anh này, đúng rằm tháng 7 luôn. Thế thì em đi ra đường thì em mới nhìn thấy cái cảnh tượng, em mới nhớ tới cái câu nói của con Trần Thủy ở bên Nhật. Nó bảo bọn này rậm rịt như chó tháng 7, không sai tí nào, mẹ ra đường chó chạy lắc nhăng cả. Không hiểu kiểu gì. Đấy, sau này mới hiểu ra là nó đến mùa động đất. Đúng rồi. Đấy, bước trước này em không có để ý. Em không có để ý, em bảo sau này ví là chó tháng 7 nhỉ. Mình nghĩ mãi không ra. Thế hôm nay em đi ngoài đường ấy, em mới thấy, thì em mới bảo là bây giờ em đã hiểu rồi, có nghĩa là đến mùa động đực nó dậm dật, nó chạy lang thang ngoài đường đầy mà. Nên là cái chuyện này thì anh em mình nói cho nó vui thôi. Đấy, chứ còn cái chuyến thăm của ông Biden thì em nghĩ nó bình thường thôi, chứ nó cũng chả có gì cả. Nó giống như kiểu nó tạo ra một cái nhiệm cái điểm nhấn trong cái nhiệm kỳ của ông thôi, chứ còn chưa chắc ông sang cũng đã giúp gì cho người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam này. Nói thẳng thế cho nó nhanh, nếu như mà không có lợi cho người Mỹ thì xin thưa là thôi miễn bàn. Sang rồi cũng làm nghi thức đón tiếp, chào cờ, hát quốc ca, rồi là cũng cầm cờ Việt Nam vẫy vẫy, xong rồi đi gặp các bác lãnh đạo của mình, xong rồi trao đổi đấy, xong bắt đầu là cũng đi đến một số trường đại học, xong nói năm câu ba điều, xong rồi lên máy bay phắn. Thì nó cũng chỉ thế thôi, chứ chắc gì mà sang mà nó mang lại cái gì cho Việt Nam, đúng không? Nó rất là rõ ràng là như thế. Bây giờ ví dụ như các anh sang đang bảo báo cáo với các bác Việt Nam là ngày trước ấy, là bọn em không may bọn em có đánh rơi ít thuốc, ít cái gọi là cái thuốc diệt cỏ đấy xuống Việt Nam, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân Việt Nam đến ngày hôm nay. Thì thôi em sang thì em cũng chả có gì đâu, thay mặt cho chính phủ Mỹ thì Quốc hội Mỹ đã thông qua 2 triệu đô để gọi là chung tay cùng với chính phủ Việt Nam giúp cho những cái người dân Việt Nam không may mà dính vào các cái đấy. Thế giờ thì mình nghe thì nó còn hợp lý, thì nó còn có một cái để mà mình nghe, chứ còn
đến cái tiền của cái bọn đu cà bỏ chạy nó còn đòi đến từng hào một thì lấy đâu ra anh? Làm gì có cái chuyện nó cho không ai cái gì, đối với người Mỹ không có cái không ai cái gì cả. Có cái điểm này, chung có thắc mắc không? À, hầu như là mấy chục năm nay nước Mỹ không cần biết nha, cứ ông nào lên làm tổng thống là cũng qua Việt Nam ấy. Đúng không? Từ thời ông Bill Clinton nhỉ, xong rồi đến Barack Obama này, xong Donald Trump đợt này là xui Biden. Chứ chung thấy không, ông nào cũng qua hết. Mà trong khi tụi kia cứ ra rã là Việt Nam thế này không có giá trị, không sản xuất được ốc vít rồi la vậy chứ mẹ mấy ông tổng thống Mỹ là cứ lại xích mò ở Việt Nam để làm gì vậy ta? Chắc là sang ăn bún chả. Ăn bún chả, uống cà phê vỉa hè và đi dạo quanh bờ hồ. Dù khi lén lén ăn thịt cày cũng không chừng hết chung rồi. Tối nó mua thịt cày và khách sạn ăn cũng không chừng hết. Tại bên Mỹ ta luật Mỹ đâu có ăn đâu. Luật Mỹ cấm mà. Không đúng không? Nếu mà đợt này ông John Biden ông mà có nhà ý thì em tặng luôn cho cái đùi nhá, nấu rượu mật đấy, tặng thêm cho ít lá mơ với giềng xả các thứ này, về nấu luôn cho nó ngon. Đúng rồi. Có cái gì đâu mà cái chuyện mà khách đến nhà thì tiếp cái đùi chó là bình thường. Khách đến nhà đấy. Không gà chó đúng không? Thì thế. Lạ ha. Ông nào ông tới chung cho mọi người ngồi nhìn lại đi, nhìn người lại đi. Hầu như cái nhiệm kỳ nào cũng qua đó, thậm chí nhiều khi có nhiệm kỳ qua 2-3 lần nữa không chừng đấy. Mà sao em chả thấy có cái thằng nào nó lên Nhà Trắng này nhỉ, nó vác cái ba lô các thứ nó lên Nhà Trắng không, rồi nó phi vào, bắt đầu nó chửi rủa, nó bảo mẹ tao đã phải tị nạn sang bên này rồi mày còn phải chơi với cộng sản nhỉ. Chả thấy thằng nào ít nhất mở mồm ra là gì, chống cộng sản triệt để. Triệt để thì chúng ta thừa hiểu cái từ triệt để là như thế nào. Thậm chí nó còn kêu gào là gì, là đừng gửi tiền về Việt Nam, đừng có nói, đừng có dùng tiếng ngôn ngữ của cộng sản, là các thứ, cái gì nó cũng là triệt để đó. Không phải vậy, tại sao mấy cái vụ này thay vì như vậy á, là chuyến đi thăm này là người ta công bố rất là công khai rõ ràng. Vậy cái đám cờ vàng nó không kéo ra nó biểu tình, nó đề nghị rồi tổng thống Mỹ đừng nên đi ta. Ôi em nói với anh, bọn đấy là nói bằng tiếng Việt thôi, chứ nói bằng tiếng Mỹ mà đến trước cửa Nhà Trắng mà ô hào khéo tát cho vẹo răng. Anh có xem cái clip mà cái đợt bầu cử không? Cái tay người Mỹ mà nó đeo cái cờ ủng hộ Donald Trump mà nó đẩy nó bóp cổ cái thằng cha cờ vàng không? Đúng rồi. Tin chết lè lưỡi cái thằng cha nào đấy xúc phạm ông Trump thì bị nó đánh máu me be bét, rồi nó im ru. Mà bọn này chúng quy lại nói chuyện bình thường, có gì cả, văn hóa người Mỹ nó thế. Có nghĩa là cái kiểu mà khi sang Mỹ thì mình cũng phải học văn hóa Mỹ đấy. Chuyện đấy nó phải hết sức bình thường, mình cứ cho nó bình thường thì nó bình thường thôi. Dĩ nhiên ở đây mà nói về góc độ mà thực sự mà nói đó, thì nếu mà bỏ nước Mỹ, người ta có từ bỏ cái ý định là cái tham vọng mà thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam chúng ta hay không ấy, thì em khẳng định là không bao giờ. Chúng ta nhìn vào các cái chính sách người ta nuôi dạy, đúng không ạ? Người ta nuôi, người ta dạy những cái thành phần ngày nay đó là chúng ta thấy luôn, chứ không người ta không bao giờ thay đổi cái bản chất đó. Thế nhưng mà quan hệ ngoại giao thì người ta vẫn quan hệ. Tuy nhiên nó phải có một cái mục đích nào đó thì người ta mới đi sang Việt Nam, chứ không phải tự dưng người ta sang. Nói rõ ràng là như thế. Thế thì trong cái nghị quyết, đúng không ạ, em nhớ không nhầm mình, như là trong nghị quyết đại hội đảng chúng ta có đề cập rồi, đó là chúng ta vừa hợp tác và vừa đấu tranh. Chúng ta hợp tác và hợp tác cùng có lợi, còn đấu tranh là những cái gì mà nó đe dọa đến cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hay là đến an ninh quốc gia. Em chỉ tham gia cái nội dung này đến đây thôi, thì cũng cảm ơn anh Thơ Quang và cô chú anh chị đã quan tâm lắng nghe. Ok, cảm ơn Trung rất là nhiều.